Em chưa bao giờ thấy gần gũi mẹ hơn thế. Tại chính cái nơi mà mẹ đã ở suốt những năm tháng ấy. Có điều lần này ta biết bố đứa bé là ai. Em có thai rồi. Vâng, đúng vậy. I was cheated by you. Anh là Bill. Em là Donna. Thế giới rất rộng lớn. Tôi muốn tạo nên những ký ức. Tôi có thể giúp gì không? Cậu ấy đang nhớ bạn trai. Người nào? Ta chỉ mới gặp nhau. Và em không phải kiểu con gái đó hả? Hoàn toàn không. Thường là thế. Lên nào các cô gái. Mẹ không sợ hãi. Mẹ có thể làm được vì mẹ không đơn độc. Vì mẹ có cháu. Chưa được nói với ai khác về em bé được chứ? Ta chỉ nói với Bill. Và ta nói với Harry. Ta thì nói với rất nhiều người. Đón xem bộ phim Mamma Mia thêm một lần nữa trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K+, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, Hà Nội Cáp.